Bữa tiệc sôi động đang diễn ra với không khí thật vui vẻ. Hoàng tử điển trai muốn mời Lọ Lem cùng nhau khiêu vũ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã sắp 12 giờ khuya. Và trở về hình dáng thực tại là điều mà Lọ Lem lo lắng. Chàng trai vẫn chưa hiểu cô gái dễ thương lúc nãy chính là Lọ Lem. Cô ta nhanh chóng bị cười nhạo. Một bữa tiệc khác đang diễn ra và một cô gái xinh xắn bước vào. Nhìn cô ta toát lên một vẻ quý tộc. Cô ta chỉ muốn nhảy chung với người mà mình thích thôi. Rất vui, nhưng cũng đã gần đến 12 giờ đêm rồi. Ôi không, cô ta đã quay lại thân phận công chúa siêu giàu rồi. Thế nên nhiều người đã chen chúc nhau, mong được cô chú ý. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên Lọ Lem phải lao động vất vả để mưu sinh. Và cơ hội đổi đời đã đến. Hoàng tử nghèo đang tìm kiếm chủ nhân của chiếc giày này. Hãy thử mang vào xem cô gái, biết đâu cô ta mang vừa nó. Thật bất ngờ là cô ta mang vừa như in luôn. Thậm chí cô ta còn có chiếc giày thứ hai nữa. Và họ đã tìm thấy được nhau rồi. Lọ Lem này thì lại khác. Cô ta sinh ra trong một gia đình thượng lưu. Cô không cần làm gì cả vì có người hầu hạ làm rồi. Hoàng tử giàu có đang tìm một ý trung nhân cho mình. Chỉ cần mang vừa chiếc giày này sẽ làm vợ hoàng tử. Nhưng Lọ Lem giàu chẳng ấn tượng gì mấy vì cô có cả một bộ sưu tập giày. Nhưng không có chiếc nào giống với chiếc giày này cả. Nhưng anh ta vẫn cố thuyết phục cô gái mang chiếc giày của mình. Thật sự cô ta đã mang vừa. Đám cưới hoàng gia sẽ sớm được tổ chức thôi. Hoàng tử quái vật đang ngủ ngon thì bị bạn gái mình đánh thức. Thì ra cô ta muốn mua một chiếc điện thoại mới, nhưng họ làm gì có tiền. Nhưng cô gái vẫn nuôi ý định mua điện thoại trong đầu. Lần này cô ta quyết định bán luôn bạn trai mình vào rạp xiếc để có tiền mua điện thoại. Con gái đúng là vô tình nhỉ, vì điện thoại mà bán đứng luôn bạn trai. Mà cũng nhờ bán anh ta nên cô mới có điện thoại mới xài nè. Nhưng cuộc sống thượng lưu nó khác xa với nghèo khó lắm. Họ toàn ăn những món ăn đắt tiền và luôn có người phục vụ. Trong lúc nóng giận, hoàng tử quái vật đã làm hỏng chiếc điện thoại mới mua. Mới mua hôm qua, hôm nay hỏng rồi.
Đừng lo vì cô bạn gái đã có khách. Cô ta có món quà bất ngờ dành tặng cho anh đây. Có rất nhiều điện thoại mới như vậy dành cho anh. Đúng là giàu có thì dễ sống vui vẻ hơn. Vì nghèo quá nên Bạch Tuyết không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Việc này không sao, chú lùn sẽ giúp cô. Hãy dùng mặt nạ bắp cải này, nó giúp ích cho cô đó. Bye bye. Đúng là chú lùn luôn mắc nợ cô ta mà, luôn phải giúp đỡ cô ta làm việc nhà. Còn Bạch Tuyết thì lại khác, cô ta được sinh ra trong một gia đình giàu có. Một chút vết dơ trên mặt cũng làm cô ta rất là khó chịu. Nhưng không sao, bạn trai cô ta đã ra tay là xong hết. Dùng mặt nạ vàng 24K đắp lên là xong ngay. Tiền đúng là lợi hại thật. Trời, hôm nay thật sự nóng quá rồi. Một ít nước cũng làm cho nàng tiên cá cảm thấy vui mừng lắm. Cơ thể cô cần bổ sung nước ngay lập tức để duy trì sự sống. Yên tâm đi, bạn trai cô ta sẽ giúp cô ta mà. Vì nhà nghèo không có điều kiện nên anh ta cho cô ngâm mình trong bể nước nhỏ thôi. Nghèo nhưng mà có tình là được rồi. Ôi không, anh ta định cạo vảy cá của mình ra hả? Anh hãy mau biến đi, đồ hành hạ động vật. Đã nóng thì nơi nào cũng nóng cả. Nhưng tiên cá này thì khác, vì bạn trai cô ta rất là giàu có. Anh ta sẽ làm tất cả những gì mà bạn gái yêu cầu. Có tiền nhưng cần phải động não một chút nữa. Đúng là anh ta chỉ được cái giàu thôi, còn đầu óc thì ngốc quá. Ý là chuẩn bị cho cô ta một hồ bơi đó ngốc ạ. Lần này thì anh ta chuẩn bị một hồ bơi đầy ắp tiền. Ngâm mình trong đống tiền làm cô gái mát mẻ hơn nhiều. Đúng là giàu có thì cái gì cũng dễ dàng hơn. Well, thank you. Anh ta còn chu đáo chuẩn bị âm nhạc cho cô gái thư giãn nữa. Hạnh phúc là đây, chứ ở đâu? Tiên cá nghèo ao ước mình có thể trở thành một ca sĩ. Đó là ước mơ thôi, mà hiện thực thì nó phũ phàng hơn nhiều. Và cô ta quyết định nhờ thầy giáo dạy nhạc giúp đỡ. Anh ta chưa nghe giọng hát của cô thôi đó, nên anh ta rất là sợ. Nhưng trước khi dạy thì phải trả tiền học trước. Ít thế này làm sao mà đủ cơ chứ. Khi cô vừa mới mở miệng cất tiếng hát thì anh ta phải đi vì hết giờ dạy. Cô tiên cá thượng lưu cũng muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Có lẽ cô ta hay thường xuyên hát nên vệ sĩ đã quen với cảnh này. Giọng hát cô ta khó nghe lắm, nhưng họ buộc phải nghe vì đó là công việc của họ. Và rất nhanh, thầy giáo dạy nhạc cũng đã có mặt. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng vấn đề phải làm sao cho cô ta hát thật hay. Chỉ cần có tiền thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thầy giáo có thể dạy cho cô đến hết đời với số tiền đó. Giọng hát cô gái đã cải thiện hơn rất nhiều, có triển vọng đó.